Wow, Bacchus Balosaurus, Tyrannosaurus. Oh wow, Betanodon. Wow, xin chào tất cả các bạn hãy theo mình tất cả những cái đồ chơi dưới đây nè nha. Có rất là nhiều đồ chơi đang nằm ở trên nền đất. Oh, và bây giờ mình sẽ lượm cái con bạch tuộc khổng lồ này nào. Đó, một con bạch tuộc khổng lồ đang đấu với con Mosasaurus các bạn ơi. Wow, rất là to nha. Những cái xúc tu của nó kìa, rất là bự luôn các bạn. Rồi, và đây đó các bạn biết là con gì, đây chính là chú khủng long bạo chúa Tyrannosaurus chúng ta. Đó, khổng lồ các bạn, cực kỳ đẹp luôn nha. Wow, khủng long bạo chúa nó đây săn con tê giác các bạn. Có những con cổ dài xung quanh ở đây nè. Okay, rồi, ok, trên cao. Oh, đây là chú khủng long Ankylosaurus các bạn. Với những chiếc gai xung quanh mình thì đối thủ của nó là những cái con khủng long nhỏ nhỏ này không là vấn đề các bạn. Velociraptor chỉ là mũi thôi, nó rất là to. Rồi, chú khủng long bay Betanodon. Wow, với một cái sải cánh cực kỳ dài và ấn tượng. Cái miệng rất là to và cái đôi chân rất là khỏe nha các bạn. Nó có thể săn được những con vật to lớn luôn. Nó bay từ trên cao rồi, nó tấn công từ trên cao xuống rồi, săn luôn. Oh, một chú khủng long Carnotaurus với hai cái sừng nhỏ bé ở trên đầu, cái phần tay trước rất là nhỏ ngắn các bạn. Khủng long này là ăn thịt nhưng mà nó đụng chạm với con Spinosaurus rồi. Nó yếu quá, nó không thể nào đấu lại khủng long Spinosaurus. Wow, một con khủng long Velociraptor. Các bạn thấy khủng long này đẹp không nào? Cực kỳ đẹp nha các bạn. Sắc nét cực kỳ, wow, nó quá to luôn à. Nó chạy. Ê, nó bị con Allosaurus cắn rồi. Chú khủng long Stegosaurus. Rất là đẹp nha các bạn, nó có nhiều cái vảy ở trên lưng, nó đối xứng hai bên nó để bảo vệ cái lưng của nó. Đó, với cái đuôi mà có những cái chiếc gai nhỏ để đấu, hai con này nó cùng tấn công nhau mà cái đuôi con kia là nó có cục chì ở sau đuôi rất là mạnh, con này nó có cái gai ở sau đuôi. Idomeneus, một chú khủng long đã xuất hiện cách đây tới 65 triệu năm rồi. Đó, cực kỳ quý hiếm nha các bạn. Và con này là một đối thủ nặng ký đó với khủng long T-Rex. Hai con rất là mạnh. Chúng ta sẽ tìm tiếp gì đây? Người sắt Iron Man. Wow, người sắt Iron Man rất là đẹp luôn. Sở hữu sức mạnh cực kỳ bay lên tập trung để đấu với những người đã cô lên nữa rồi. Một chó đi ngục các bạn. Một chú gấu panda, gấu trúc thật là dễ thương. Với cặp mắt giống như là thức khuya lắm nha các bạn. Cặp mắt nó thâm quầng, nó màu đen luôn các bạn. Còn đây là một con khủng long rất là đặc biệt. Nó có hai cái mang, nó phồng hai bên đó các bạn. Các bạn thấy chưa? Khi mà nó phùng lên là hai cái mang nó nở rất là đẹp luôn. Nó tên là Dilophosaurus. Ui, nó săn con gà. Con gà đang đi và nó săn con gà các bạn. Một chú cá sấu nhỏ. Đó, đây là một chú cá sấu nhỏ đây các bạn. Nhỏ nhắn trên tay của mình rất là đẹp nha. Nó đang bơi ở trong một cái hồ bơi. Ô, ở bên trong nó là con gì rất là to, hình như là một con voi các bạn. Nó đang đi trên bờ. Đây là chú khỉ.
chú khỉ quẩy tinh nghịch nè các bạn. Đang chui mỏ cái đường trên nó đang làm cái thế tư mỏ và chào á. À, nó đi kìa. Ồ, phía trên có một con cá sấu rất là to luôn. Còn đây chính là Hotbuster. Wow, Hotbuster. Cái Hotbuster này nó đã bị rớt một cái. Triceratops, một chú khủng long ba sừng với cái đầu có thể lắc qua lắc lại và hai cái sừng chỉ phía trước nha. Một cái phần ngay cái mũi cái mỏ quặp lại giống như con vẹt vậy các bạn. Đó, cái mỏ đó, cái để ý cái miệng đó, hai chú khủng long Triceratops và Bachycephalosaurus nó ra nhé. Parasaurolophus nó cụm nhau và nó xuống đây, đây chính là con Parasaurolophus này. Wow, con khủng long này là khủng long mini nha. Nó cụm nhau với con Bachycephalosaurus luôn các bạn. Nó tung luôn. Rồi. Oh, đây là chú khủng long mini Bachycephalosaurus. Rất là thích cụm đầu. Rồi, nguyên một đống ở trong bụi cây đã ra cụm đầu với long bảo chúa. Giống như lấy trứng chọi đá rồi các bạn. Làm sao mà có thể đấu lại long bảo chúa Tyrannosaurus. Chú hà mã con. Hà mã con thì rất là dễ thương rồi các bạn. Nhưng mà nó, cái miệng nó há rất là to rồi thấy không. Đó. Ôi trời ơi, nó ăn no, nó nằm ngủ rồi. Ôi ngáp kìa. Wow, cái miệng quá là to luôn. Đây là con khủng long mini cổ dài Brachiosaurus. Đó, rất là dài luôn. Wow, có ba con sống trong một ốc đảo luôn các bạn. Ôi, kích thước nó quá to lớn luôn, thật sự khủng. Chú bò nhỏ nhắn, à, một con bò bớt. Rồi, mình đã lượm xong hết tất